đấy nha mọi người, nó bắt cái hình của mình nha, mình đi đâu là cái máy nó sẽ đi theo đấy, cái mặt mình đi đâu là cái máy nó sẽ rê theo đấy. Đấy, mình sẽ đứng dây này, đứng dây nó không bắt được. Nhưng mà ngắn sang trái, ngắn sang phải là nó sẽ đi theo mình nha mọi người. Đây, đây gọi là cái công nghệ là giống kiểu như là bắt tròn khuôn mặt của mình, khuôn mặt của mình đi đâu lên nói đấy. Để hồi tí nữa không sẽ test một cái theo kiểu là chạy xuống cầu thang để xem chế độ rung của nó, chống rung nó thế nào nha. Hello, xin chào mọi người. Bây giờ 9:30 đêm rồi mọi người ạ. Mới đi làm về mọi người ơi. Thì hôm nay tiếp tục có một cái hộp hàng Hùng vừa mới nhận được ngày hôm nay. Thì bây giờ đi làm về hào hức để đập hộp cho mọi người xem để là đây là cái gì á. Thực sự là cũng suy nghĩ mãi thì quyết định mình mua cái món hàng này. Hùng đặt trên Amazon ấy. Thì bây giờ là Hùng sẽ đập cho mọi người xem đây là cái gì nhá. Ok mọi người. Mọi người theo dõi nhá. Ok mọi người. Đây, hộp hàng nha mọi người. Bây giờ là Hùng sẽ đập cho mọi người xem nhá. Xem thử bên trong là cái gì nhá. Ây da. Hôm nay là mấy cái giấy người ta để theo kiểu là để chống nó va đập các thứ. Mọi người nhìn biết đây là cái gì không? Cái này là DJI Armor 5 nha. Đây là cái gọi là thiết bị chống rung của điện thoại á. Mình quay video thì nó sẽ chống rung cho mình. Đây, hình của nó là như thế này này. Cái dòng này là dòng mới nhất, nhỏ gọn. Rồi chống rung rất là tốt, rồi có thể có kẹo gầy từ xưởng ra các thứ luôn. Đó. Cái này mình không mua ở trên Amazon á. Cái hãng DJI này rất là nổi tiếng luôn. Nó sẽ gọi là cái dòng này nó chuyên về các cái dụng cụ thiết bị của flycam rồi chống rung các thứ á. Thôi, nói luyến thuyên ý thôi, để giờ cũng đập cho mọi người xem. Mọi người đoán cái này bao nhiêu tiền? Cái giá này ở bên Nhật là Hùng mua có bảo hiểm thêm 2 năm nữa. Một sen tổng cộng của Hùng thanh toán là gần 1.9, cho là 1.9. 3.8. 3.8 Việt Nam mình. Hùng cũng suy nghĩ mãi nhưng mà tại vì thời gian tới sắp tới là cũng sẽ quay nhiều video đi live các thứ. Nên Hùng mua cái này để Hùng có thể quay cho mọi người xem được những cái video nó sẽ không bị rung á. Ây da, đập hộp. À rồi. Mọi người thông cảm nhá. Vì mới nên là con bỡ ngỡ. Chúng là cũng thấy tiếc tiền đấy, nhưng mà nghĩ vì chất lượng video muốn quay cho mọi người xem á, nên là phải đầu tư. Chiu. Chà. Đây là cách hướng dẫn các thứ đấy. Thôi, ta vào chủ đề chính đi. Trời, đây, nhân vật chính đây. Nhỏ gọn đúng họ luôn. Nó to hơn cái tay Hùng, kiểu dài hơn cái tay Hùng một tí. Hùng tìm hiểu rất là kỹ rồi. Tại vì có con 4, nó rẻ hơn nhưng mà nó sẽ không được tiền như con này. Con này rất là tiền luôn, nhỏ gọn. Này. Đó. Các cái nút các thứ. Đó, hồi tí nữa Hùng sẽ chống quay thử test video cho mọi người xem giữa không chống rung và chống rung nha mọi người. Cái này nó có thể cái nút gập này này. Có rất là nhiều video hướng kiểu review về cái cây này rất là nhiều rồi. Nó review về cái cây này là theo kiểu là rất là hay ho các thứ ạ. Được ạ. Tuyệt vời đấy. Chà, đập hộp như Hùng thì cũng có gì hỏi là hấp dẫn phải không mọi người? Cũng có kinh nghiệm mọi người ạ. Nhưng mà thôi, gọi là chân thực nhất. Nói chung là con em này rất là nổi tiếng luôn đấy.
cái dòng của cái dòng của cái này nó nổi tiếng theo kiểu là chuyến về các cái dụng cụ phải lấy cám này, chống rung này, xong rồi kiểu gì liên quan đến quay cùng các thứ, mọi người nó nổi tiếng lắm, nổi tiếng kinh khủng luôn, kiểu như rất là nhiều thiết bị nổi tiếng được cái hãng này sản xuất để phục vụ cho dân YouTuber hoặc dân quay phim các thứ. Đây, bây giờ bên trong này nó sẽ có những cái thiết bị này mình review nhưng mà nó chưa đến mọi người. Đây là có một cái nút theo kiểu là để dán vào điện thoại ấy. Đây là cái này dây để mà móc vào đằng dưới của cái này để dùng của mình cầm lên tay khỏi rớt. Đấy. Chà. Đây là cái sạc. Chua. Sạc này sạc nhẫn đi mọi người ạ. Cáp sạc á. Đây. Cái này là cái để mình sẽ kẹp nó hút 5 chấm mà. Cái này sẽ cắm ra điện thoại, mình rút ra thì kẹp vào điện thoại. Còn đây là cái chân nó dừng lên đấy, dừng lên kiểu vằn đằng dưới này mọi người đó, ví dụ như không sợ vằn vào nhá đó, ví dụ như mọi người quay muốn cầm thì cầm như thế này dài hơn chẳng hạn đấy, còn ví dụ như mọi người dừng lên đấy, có cái chân nó dừng lên luôn các thứ, rất là ok luôn. Để thử bật nguồn lên, mình cũng mới lấy về nên chưa biết được mọi người, chưa biết được hết là rồi, khởi động lên rồi sao nữa. Hùng cũng ngớ không ngạo, không biết cái gì là cái gì hết. Ôi 500 nó hút mọi người này. Ây da. Ý, nó hút vào. Cái này ui, chặt đừng hỏi luôn mọi người ạ. Ây da, phải dùng một cái lực rất là mạnh để mình lấy ra được đấy. Nè. Ok, để Hùng nghiên cứu cái đó nha. Hồi tí nữa Hùng quay tiếp cho mọi người xem nha. Để Hùng nghiên cứu gắn điện thoại vào, Hùng quay sơ sơ tầm tầm được cho mọi người xem cái đó ha. Hello. Đây, sau một hồi thì mình cũng đã điều khiển được em ấy rồi. Bây giờ Hùng sẽ quay cho mọi người xem những cái mà Hùng vừa mới tìm hiểu được nha. Rất chí là nay nò luôn. Đấy nha mọi người, nó bắt cái hình của mình nha, mình đi đâu là cái máy nó sẽ đi theo đấy. Cái mặt mình đi đâu là cái máy nó sẽ rê theo đấy. Đấy. Mình sẽ đựng dây này. Đựng dây nó không bắt được. Nhưng mà ngắn sang trái, ngắn sang phải là nó sẽ đi theo mình nha mọi người. Đấy, đây gọi là cái công nghệ là giống kiểu như là bắt tròn khuôn mặt của mình đi đâu lên nói này. Để hồi tí nữa Hùng sẽ test một cái theo kiểu là chạy xuống cầu thang để xem chế độ rung của nó, chống rung nó thế nào nha. Cơ bản là như vậy cái đã. Đấy, bây giờ này. Oh. Hello. Nhìn tao chứ đâu mi. Ok mọi người. Thì Hùng cũng đập hộp này. Cũng review sơ sơ về cái gây chống rúng này nha mọi người. Nói chung là hôm cũng thấy nhiều người review rồi, nhưng mà hôm nay là quyết định mua. Bây giờ là trên tay là em ở đây. Chung là cảm nhận đầu tiên là thấy rất là phê. Tại vì nó cũng có nhiều cái chức năng mà hôm đáng cần đấy. Thì tại vì hôm cũng phải là dân chuyên, nếu mà những ai mà quan tâm đến cái sản phẩm này á thì có thể lên xem các cái kênh mà người ta review á, người ta review chuyên nghiệp á, thì người ta sẽ cho các bạn cái cảm nhận chân thực nhất. Còn Hùng chỉ là một người cũng là đáng kênh cái sản phẩm này thì mua về và review theo cái phong cách của Hùng nó nghiệp dữ ấy. Thì mục đích mua thì cũng muốn là sắp tới
có thể quay cho mọi người xem những cái video chất lượng, rồi kiểu như không bị rung giật nữa. Nói mà chứ đang còn vấp mà. Khổ ghê. Nhưng mà ý là nó cũng hơi đắt một tí, nhưng mà không thấy là cũng cần thiết, tại vì kiểu thời gian tới Hùng sẽ đi lại nhiều, quay nhiều cảnh đẹp ở cái khu vực Nagano hoặc là những khu vực lân cận đấy, nên Hùng quyết định sắm cái con này. Nó có rất là nhiều chức năng luôn mọi người, kiểu như là gầy từ xưởng, như kiểu gầy từ xưởng các thứ luôn đấy. Nhưng mà quyết định mua thì bây giờ cũng đang còn phải tìm hiểu và tập tên thêm mọi người ạ. Chứ còn giờ hiện tại là đang còn ngớ chứ biết gì đây. Nhưng mà ý là nó hơi đắt một tí, nhưng mà không thể đáng đồng tiền. Đáng đồng tiền như thế nào thì mọi người hãy chơi những video tiếp theo nha mọi người. Chứ hiện tại thì bây giờ là chỉ trong một cái thời gian ngắn như thế này thì Hùng cũng không thể nào mà truyền tải được hết những cái gì mà hay của nó cả. Cũng rất mong sự ủng hộ của mọi người. Mọi người quan tâm và mọi người chia sẻ, mọi người ủng hộ cái kênh của Hùng á, thì khi mà cái kênh mà được nhiều người là xem, nhiều người biết đến á, thì lúc đấy Hùng lại có nhiều cái động lực để ra nhiều video hay để gửi đến mọi người á. Đây là cũng mong mọi người ủng hộ nha. Đây là cũng vì đam mê. Ok mọi người, thì hôm nay Hùng cũng chỉ mua cái hộp mà chống rung này thì quay lại cho mọi người xem như vậy á. Thì mọi người xem video đến đây thì cũng rất là cảm ơn mọi người. Có ai thắc mắc hay có ai cần cái gì liên quan đến cuộc sống Nhật Bản, hay là cần những cái gì liên quan đến những cái gì mà bên Nhật Bản này á, mọi người cần cái gì thì mọi người cứ bình luận nhá, để Hùng biết, Hùng giải đáp thắc mắc cho mọi người ha. Ok mọi người. Ok, cảm ơn mọi người nha. Hẹn mọi người ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Có cái mà khoe mãi ấy. Ok, chào mọi người. Bye bye.